Hiện tại bà nội mình đã 87 tuổi rồi, nhưng mà bà vẫn tập cái này hàng ngày bà tập hai mươi mấy cái. Bà bị rối loạn tiền đình cũng cũng như là cao huyết áp, nhưng mà nhờ tập cái này bà đã không cần dùng bất kỳ viên huyết áp nào hết, và cũng không chóng mặt hay bất hay là té ngã gì hết, rất là tốt. Thường xuất hiện đối với dân văn phòng cũng như là những người nội trợ ở ở nhà, thường mình không có nhiều cơ hội để vận động, thế thì máu nó sẽ không có lưu thông lên não, và hậu quả đó là mỗi khi mình hoạt động mạnh một xíu á, là nó sẽ gây rối loạn cái bộ phận cân bằng của não, đó là hai cái tim mình đọc tay hai bên này, nó sẽ không quen với cái đó. Cái thiết bị này là mua ở đâu và mua bao nhiêu tiền? Thiết bị này là cái ghế tập lưng bụng của Vipa Sport, thì cơ bản nó là ghế tập lưng bụng thôi, bạn có thể tìm mua ở đâu cũng được. Các cái tiệm thể thao thì giá của nó là từ loại rẻ là từ là 200.000 cho đến một số loại cao cấp hơn thì nó còn đến 1.500.000 tầm đó. Thì cái này mình mua của Vipa Sport khá tốt, giá 1.400.000. Thời gian bắt đầu thì các bạn nên điều chỉnh cái độ cao nó thấp, cái độ dốc nó thấp thôi. Cái này mình đã chỉnh thấp nhất rồi. Chỉnh thấp nhất. Rồi. Mục tiêu của cái việc tập này đó là cho cái não bộ của mình nó làm quen với áp lực, như là tăng cường cái độ thông thoát của mạch máu trên trên não. Thời gian đầu mục đích của mình là mình tập thả cái người lúc đây, máu nó sẽ lên não, xuống não đây, mình ngồi dậy cho máu hồi trở lại, rồi xuống ngồi dậy. Mới đầu tập thì nếu như cơ bụng còn yếu thì chúng ta sẽ không thể nào tự ngồi dậy được, thì chúng ta có thể dùng dây để hỗ trợ. Chúng ta dùng dây để hỗ trợ. Các bạn cứ yên tâm là tập một thời gian tự động cơ bụng nó sẽ mạnh lên và chúng ta sẽ không cần dây này nữa. Nên dùng cái dây chắc chắc một xíu, tránh việc nó đứt, nó búng trúng mắt. Với những người bị rối loạn tiền đình mà nặng á, thì chỉ thời gian đầu mới tập hai ba cái thôi là đã có dấu hiệu là chóng mặt và buồn nôn. Cái này thì mình phải chấp nhận, tại mình muốn thay đổi cái sức khỏe mình thì mình phải chấp nhận những cái bước thử thách ban đầu. Bằng chứng là thực tế là rất là nhiều người, thậm chí là đàn ông đi làm cũng khá nhiều, nhưng mà vẫn bị cái chứng rối loạn tiền đình này, và lên cái ghế này chỉ cần tập hai ba cái là sẽ chóng mặt ngay. Chúng ta sẽ tập mỗi ngày tăng dần lên. Hiện tại bà nội mình đã 87 tuổi rồi, nhưng mà bà vẫn tập cái này hàng ngày bà tập hai mươi mấy cái. Bà bị rối loạn tiền đình cũng như là cao huyết áp, nhưng mà nhờ tập cái này bà đã không cần dùng bất kỳ viên huyết áp nào hết, và cũng không chóng mặt hay bất hay là té ngã gì hết, rất là tốt. Thì sau khi tập được đã quen rồi, cơ bụng nó mạnh rồi, chúng ta không cần dây nữa. Nhưng mà nó vẫn chưa đủ mạnh á, thì chúng ta không không để tay sau đầu, chúng ta cứ để tay này, nếu mà một xíu thì đó cũng được, dang lại một xíu cũng được. Rồi đó, sau một thời gian khỏe hơn rồi á, chúng ta sẽ bỏ tay sau đầu và tạo thêm cái áp lực đó. Lúc này là coi như là rất là nặng rồi đó. Nếu tốt hơn á, giỏi hơn thì mình tiếp tục nâng cái chiều cao lên để tạo cái độ dốc nghiêng hơn nữa. Nếu chúng ta nâng cái này lên thì nó sẽ tạo ra độ dốc cao hơn nữa. Như
nhiêu đó thôi là chắc chắn bạn sẽ hết rối loạn tiền đình. Còn nếu còn muốn mà mạnh hơn nữa, mạnh hơn nữa thì chúng ta sẽ dùng cái máy này. Máy này gọi là ghế tập dốc ngược. Đó là nó sẽ chơi là 90 độ luôn. Siêu mạnh luôn. Đó. Như thế này thì nếu cơ thể chúng ta đã chịu được cái áp lực khi mà lộn ngược như thế này thì không có cái tình trạng gọi là ngồi dài chắc mặt hoặc đứng dài chắc mặt nữa. Tại vì áp lực quá nó không xì nhê sao lúc này á. Đã xuống. Đu chạy. Cái này chỉ cần làm vài cái thôi. Này là cũng vài cái là được rồi. Cái máy này thì hơi hiếm. Cho nên giá nó thì khoảng 4 triệu. Cho nên này chỉ giới thiệu thôi. Công dụng khác của nó là để trị cột sống. Khi mà treo ngược như thế này nó sẽ giúp giãn được cột sống lưng này. Cái này mình sẽ hướng dẫn sau.